một sản phẩm mà bạn có thể vừa vệ sinh cả giày, vừa vệ sinh cả ví, cũng như là vệ sinh một chiếc áo da này, thì chắc chắn là một sản phẩm có phải đắt đúng không? Nhưng thực sự là với chỉ một cái chai lotion như thế này 150ml và với cái giá 300.000 thì bạn có thể làm cả 3 việc trong một chai dung dịch. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái chai vệ sinh dưỡng này, một sản phẩm rất là mới đến từ UK. Và thêm một điều nữa là nữ hoàng Anh cũng như là hoàng gia Anh vẫn sử dụng những sản phẩm này để chăm sóc những đôi giày và những món đồ da của họ. Sau khi mà đổ lotion này ra bề mặt da, đây là một chiếc ví của Gucci và bạn chỉ cần dùng một chút bông như này mà lau. Nên là bạn đã có thể vệ sinh được cái bề mặt da của chiếc ví, thậm chí mặt bề mặt bên trong của chiếc ví các bạn cũng có thể sử dụng luôn chiếc bông đấy để vệ sinh ở bên trong. Đây, kết quả sau khi chúng ta vệ sinh này. Đây là kết quả sau khi chúng ta đã vệ sinh chiếc ví bằng cái lotion này, và nó rất an toàn với những món đồ hiệu như thế này. Vậy còn chiếc clutch này làm sao? Cũng như vậy, các bạn vẫn có thể sử dụng cái này. Các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là đặc và nó sẽ vón cục lại. Vì vậy là nó sẽ trong này rất là nhiều thành phần dưỡng da và sáp ong để giúp làm bóng và vệ sinh cái bề mặt da này. Và nó có một cái mùi cực kỳ thơm, cực kỳ thơm anh em ạ. Những cái món đến từ châu Âu thì luôn có một cái mùi thơm rất là dễ chịu. Đây, mặc dù chiếc túi cũng khá là sạch nhưng mà chúng ta vẫn có thể vệ sinh ra. Và sau khi vệ sinh thì các bạn có thể nhìn thấy là chiếc túi này có vẻ bóng hơn, rất là thơm. Đây là một sản phẩm của châu Âu, vì vậy nó đạt tiêu chuẩn về an toàn cho con người rất là cao. Vậy trong tất cả những lần tôi vệ sinh các món đồ, không bao giờ phải dùng sử dụng găng tay, và đấy là đảm bảo cái tính an toàn cho người sử dụng rất là nhiều. Ok, những chiếc giày Hermes như này chúng ta cũng có thể sử dụng nó, đổ một chút ra bề mặt, sau đó dùng bông chúng ta sẽ lau. Các bạn hãy nên chăm sóc những đôi giày của mình khi mới mua về trước khi chúng ta đi. Không thì da nó cũng sẽ trở nên cứng hơn mà khó break in hơn, và sẽ tạo ra những nếp nhăn gãy gập hơn. Đây, một chiếc giày khá mới nhưng tôi vẫn có thể vệ sinh nó và tạo ra những cái bẩn ở trên da này. Đây, đây là những cái phần si thừa và chúng ta nên vệ sinh và gột bỏ những phần si thừa này một cách thường xuyên. Đây là một khu vực da của chiếc áo da Dolce & Gabbana. Nó cũng khá là khô. Các bạn có thể nhìn thấy khu vực này nó bị nứt ra và khá là thiếu dưỡng ẩm. Và việc vệ sinh những cái món đồ này thì cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta đổ dưỡng da bề mặt và sau đó chúng ta sẽ dùng bông để dàn đều. Nó vừa có tác dụng vệ sinh nhưng mà nó cũng có tác dụng để dưỡng luôn những chiếc áo đắt tiền như này. Và để dưỡng những chiếc áo đắt tiền như này, các bạn không thể sử dụng những cái sản phẩm mà nó không phù hợp, hoặc là ví dụ dùng thay thế. Có nhiều người chúng ta sẽ dùng như kiểu là mỡ trồn hay là Nivea hay là những cái dưỡng da mặt, dưỡng da tay của chị em để có thể thay thế, nhưng thực sự là những cái thứ đó nó không phù hợp và nó không chuyên dành cho những món đồ da cao cấp như này. Mình khuyên là các bạn nên trang bị cho mình một chai lotion này để có thể vệ sinh những món đồ hàng ngày ở trong nhà. Và nên nhớ rằng là nữ hoàng Anh cũng đang sử dụng những món đồ này. Đó, và sau khi mình vệ sinh ở đây thì các bạn đã có thể nhìn thấy là bề mặt da ở bên này đã cảm giác là ẩm và mướt hơn, nó mất đi cái độ bóng. Như bên này thì chúng ta có thể thấy hơi bóng nhưng mà cái bề mặt da thì nó có những lúm đốm xanh, nó có những ánh xanh. Cái ánh xanh này chính là cái việc mà cái lớp da này bị thô, bị ráp và bị bong chóc bề mặt và nó bị chảy xước khá là nhiều. Nhưng bên này thì hoàn toàn là cái cảm giác đã khác rồi, da đã mướt và ẩm rồi.